Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nào ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ soi xét đồ của cao thủ cái bang như này mà, cái bang tăng trưởng môn cho anh em xem như thế nào và ra sao nha. Ok, và đây là cao thủ bang tơ siêu độ cho mày, một trong những cái bang tăng trưởng môn tháng vừa rồi, đó là tháng 5 nha anh em. Anh em cùng xem xét đồ này thử như thế nào nha mày. Và để bắt đầu nhìn vào thì anh em cũng đã biết, thì sau khi lên tăng trưởng môn thì anh em chúng ta sẽ có một cái ấn tín tăng trưởng môn, đó là gồm kháng tất cả 5 và một skill 9x, đó là một cấp phi lâm tại thiên và một cấp thiên hạ vô cẩu. Đó, quá chắc chưa? Đó là hai kỹ năng 9x nha anh em. Tiếp tục, hiện tại chúng ta nhìn sơ qua này đang có cho mình đó là một cái nón, một thủ lý 23 làm chậm 40. Thủ lý 23 làm chậm 40. Tiếp tục đó là một cây vũ khí họ sát nội công 195 làm chậm 40. Thì đây đang đi theo với cái hướng đó là chuẩn năm hành hỏ nha mọi người. Vũ khí hỏ và nón hỏ, và chắc chắn là giai mộc. Giai mộc là kháng cả 9 kháng lo 24, một áo mộc phục hồi 40 kháng lo 21 và một đai lưng 23 40, 23 kháng hỏ và chống 40. Một cái nhẫn 23 kháng hỏ và 30 chón, đang có cho mình là 80 chậm và 70 chón từ nhẫn và đai lưng. Một bộ tay kháng độc 25, chuyển hóa sinh lực nỗ lực. Một ngập bội kháng độc sinh lực nỗ lực và kháng độc 20, sức mạnh 7. Một nhẫn kháng băng 25, một đôi giày kháng băng 25 và tóc 29, và một cái trang sức kháng tính kháng cả 5 và một kỹ năng một cấp từ phi phong. Anh này đang có cho mình là càng khôn trên đầu anh em, càng khôn vàng chanh màu xanh trên đầu này là hai kỹ năng này, và kèm với phi phong này là ba kỹ năng. Ba kỹ năng vốn có nha anh em, ba kỹ năng vốn có và kèm với 9x này nữa. Thì hiện tại skill 9x là gồm 4 kỹ năng anh em à. Đó, hiện tại 4 kỹ năng skill 9x. Còn lại những cái kỹ năng thường thì được cộng 3 kỹ năng vốn có nha anh em. Rồi. Chung là set đồ này thì khá đẹp anh em à. Ở cái vũ khí thì họ sống công 195. Ở mà nó hướng ép này là quá đẹp rồi. Một cái nón 2340 cũng khá chuẩn anh em à. Nón cấp 10 ép được 2340 khá gọi tương đối là mát rồi, không phải là shit anh em à. Đó là mát rồi. Rồi, nói chung là dàn đồ khá là chuẩn nè, chuẩn năm hành hỏa. Người kháng cả 3. Tính sơ qua thì anh em cũng ở cái nón này thì Khải thấy nó, cái nón này ở server tầm này ép thì khoảng tốn tầm hơn 2 triệu nè mà, hơn 2 triệu đã ép được cái nón này. Và cây vũ khí này cũng hơn 2 triệu nha anh em. Hơn 2 triệu, nói chung là hai cây vũ khí với nón này, hai môn tím này tương đương gần 4 triệu. Và những trang bị đồ xanh này như thế này thì Khải thấy khá là hợp lý, đại lưng khá là chất. Và những trang bị đồ xanh này còn lại Khải nghĩ cũng tầm vài trăm nghìn. Khoảng tầm 5-700 nghìn gì đó. Nói chung là tổng set đồ này thì cả phi phong này nọ, đầu tư phi phong này nọ thì cả set đồ này trên dưới 5 triệu nữa mà. Trên dưới 5 triệu, hiện tại đang sử dụng cho mình hai môn tím tương đối gần mắt ổn nha anh em. Hai môn tím khá đẹp. Rồi, đó, đây là set đồ của cái bang tăng trưởng môn tháng 5 vừa rồi nha anh em. Và ở video tiếp theo thì nếu như có duyên Khải gặp cao thủ nào trên đường đi, tiếp tục Khải sẽ soi đồ cao thủ đó cho anh em xem sơ qua nha. Rồi, và anh em xem like video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ siêu độ cho mình. Một cao thủ nằm bên bang hội tơ, một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Và kính chúc em một ngày mới vui vẻ và xem video vui vẻ nha. Rồi bây giờ Khải trở lại với Tống Kim 21 giờ ngày anh em à. Rồi, Khải nghiên cứu một phần rồi có